buffet là gì vậy cô? Con không biết buffet là gì hả? Dạ. Buffet mà mày còn không biết nữa hả? Đúng là đồ nhà quê. Vậy mày ăn búp bê bao giờ chưa? Dạ chưa. Tao tưởng là búp bê là có thiệt. Con này lan đi nó nhiều quá vậy. Tao đánh em. Thôi ăn cơm đây. Nè, con chưa biết búp bê là gì hả? Dạ chưa. Búp bê có nghĩa là con đi vô trong cái nhà hàng đó, người ta sẽ bày quá trời món ăn ở trên bàn luôn. Con tha hồ mà ăn, ăn bao nhiêu cũng được hết á. Dạ, dạ. Ăn bao nhiêu cũng được hả cô? Chỉ cần con mua một vé vô cửa thôi là con ăn no bể bụng luôn. Khi nào con không muốn ăn nữa thì thôi. Ăn cho tới khi nào no bể bụng luôn á cô? Ừ. Vậy là con ăn đã không cả siêu thị nữa. Siêu thị thì sao đã bằng. Con ăn búp bê đó ha, đã hơn siêu thị gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Dạ. Ăn gấp trăm ngàn lần siêu thị luôn á. Búp bê. Chị ơi chị. Chị cho em đi ăn buffet đi chị. Ăn cái đó mắc tiền lắm. Bây giờ chị đâu có tiền đâu. Khi nào mình dư á thì chị dẫn em đi ha. Nếu như tới đó hả, em sẽ ăn thiệt nhiều để bể bụng luôn. Có khi em ăn nguyên quán để khỏi bị lỗ. Thì chị cũng biết là nếu như mà được đi ăn á thì em sẽ ăn cho thiệt là nhiều để không bị lỗ. Nhưng mà lúc này á thì mình hơi khó khăn một chút. Buffet, chắc là mơ ước cả đời em quá. Sao em không ngủ đi, cười hoài vậy? Em không ngủ được. Em thích ăn buffet tới vậy luôn á hả? Dạ, đúng rồi, ăn buffet ai mà chả thích chị. À, mà em vẫn thích chị đi hơn à. Thôi, chị không đi tới chỗ đó được đâu. Sao vậy? Tại chị không thích mấy chỗ đông người. Sao lại không thích chứ? Đi ăn buffet vậy rồi mà còn không thích. Hay em gói mang gì cho chị nha. Ừ, thôi, người ta không cho làm vậy đâu. Với lại đó là phần thưởng của em mà. Cho nên là em cứ đi đi, rồi ăn cho thiệt là đã. Nhưng mà nhớ là đừng có làm cái gì cho cô phải khó xử nha. Dạ, em biết rồi. Nhưng mà em vẫn thích có chị đi hơn à. Chị biết rồi. Thôi bây giờ đi ngủ đi. Ngủ rồi mai mới có sức ăn cho thiệt là nhiều. Dạ. Chị đã nói là ngủ đi mà. Sao cười hoài vậy? Em không nhịn được. Em mắc cười quá. Như có ai chọc lét vậy á. Ngày mai mình ăn món gì đi ta? Chào quý khách. À, chào chị. Tôi có đặt chỗ ở đây rồi, ba người, một người lớn với lại hai trẻ em, tôi tên Hoa. Dạ. À, tôi quên nữa. Tôi dự định là đặt tiệc mừng thọ ở đây, chị chỉ chỗ giùm tôi với nha. Dạ, mời chị qua phòng đặt tiệc bên đây ạ. Cảm ơn chị. Nè hai đứa, nhà hàng là mé bên kia đó, hai đứa vô chọn thức ăn nha. Mẹ đi công chuyện một lát mẹ quay lại. Dạ. Nhỏ này kém sang. Đồ nhà quê. Lam Chi ơi, cái chị lấy thức ăn này mình lấy ở đâu vậy? Bộ đuôi hả, bên kia kìa. Cảm ơn bạn nhiều nha. À, Lam Chi nè, có thiệt là mình sẽ được ăn thỏa thích tất cả các món ăn ở đây đúng không? Tới chuyện này mày cũng hỏi hỏi tao sao vậy Tâm Anh? Hả? Đúng, mày giỏng tay lên nghe cho rõ. Chị được lấy thức ăn đúng một lần trên cái dĩa này nha.
Nhắc lại, đúng một lần thôi nha. Sao chứ? Chỉ đúng một lần hả? Chứ bộ mày tưởng lấy hoài được hay sao? Đúng là đồ ngu như phò. Hôm qua nghe cô nói là được ăn thoải mái mà. Lỗ tai mày bị điếc rồi đó. Đi khám lại đi nha. Sao chị được lấy có một lần thôi vậy? Như vậy là chị ơi, em không được ăn thoải mái như mơ ước rồi. Làm sao có thể mang về cho chị được đây? Mình đã tới tận đây rồi mà. Chị ơi, em chỉ được ăn một lần thôi, phải làm sao đây? Sao mày còn đứng đây? Lần cơn. Đúng rồi, mình đã có cách để chỉ ăn một lần thôi. Được, mình sẽ chọn món này. Nếu chỉ được lấy một lần thôi, chị ơi, em sẽ ăn một lần thật chất lượng để sau này không phải hối tiếc. Làm chi? Dạ. Tâm Anh đâu rồi con? Con không biết nữa. Nó có đứa thằng đã ngó ngó mà chịu lấy ăn. Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Nhìn nước sôi, nước sôi. Nặng quá à. Nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi. Mày bị điên à hả? Tâm Anh, sao con lấy đồ ăn gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, con nghe nói chỉ được lấy đúng một lần mà cô, cho nên con phải làm vậy mới được. Con chúc cô, mình chúc Lam Chi ăn ngon miệng nha. Giấc mơ làm giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.